Cựu hậu vệ đội U23 Việt Nam Trần Phước Thọ đã qua đời sau một tai nạn giao thông tại Long An tối ngày 17 tháng 4. Phước Thọ năm nay mới 23 tuổi, đang khoác áo câu lạc bộ Long An thi đấu tại V-League 2016. Anh là thành viên trưởng thành từ chính lò đào tạo của đội bóng, chủ tịch câu lạc bộ Long An, Võ Thành Nhiệm cho biết: "Tôi có nghe tin mọi người báo Phước Thọ mất vì tai nạn giao thông. Cậu ấy chạy xe tự ngã, xương sườn đâm vào phổi nên mất trên đường đi cấp cứu. Trong sáng ngày 18 tháng 4, đội bóng sẽ đến viếng và hỗ trợ gia đình cho cậu ấy." Toàn thể đội bóng Long An rất bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của hậu vệ cánh trái này. Một đồng đội của Phước Thọ cho biết, theo lịch sáng ngày 18 tháng 4, đội sẽ tập luyện. Phước Thọ chạy xe lên ban đêm để hội quân, không may gặp tai nạn. Lễ an táng của cầu thủ này diễn ra vào ngày 19 tháng 4 tại quê nhà ở xã Bình Quới, huyện Châu Thành, Long An. Trần Phước Thọ là hậu vệ đầy triển vọng, bắt đầu góp mặt ở V-League từ năm 2013, nhưng thường xuyên ra sân ở mùa sau đó. Anh luôn vào trận với quyết tâm thi đấu hết mình. Nhờ lối chơi xông xáo, hiệu quả, Phước Thọ được huấn luyện viên Toshiyamura triệu tập lên đội U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á năm 2016, tổ chức tại Malaysia cuối tháng 3 năm 2015.